trần gian anh không thể ở. Từ chối xa tăng là nó mắc cỡ, tránh xa kẻ xấu là quỷ không tha thứ. Họ tống anh đi vì anh là chết nhớ. Anh đã chọn nên thiên đàng ngồi sofa, gác cái chân lên cái bàn coi phim ma. Thế gian hỏi quy đi đâu lâu vậy, thiên đàng thượng giới quy đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định, cái xấu cái tốt cho mình phân tính. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Trước bên trái bên phải, bên đúng bên sai, ngày sinh nhật trên tay nó sẽ nhắc để cho anh nhớ rằng anh là ai nè. Ê, anh là người quyết định trong tất cả các quyết định, anh đều là nhân vật chính. Khi anh bước tới mang luồng gió mới, mọi người hét, mọi người thét, hoa quy tới chơi. Không cần phải đợi với anh, không có thời gian, đây là thời khắc ông trời sắp sửa ban. Nè anh lấy hết thế gian này là dành cho anh, giây phút quyết định của anh là đây. Anh ở đây hay ngoài kia, do em chọn. Anh ở đây ngoài kia, do em chọn. Anh ở đây hay ngoài kia, đó là do em chọn. Câu trả lời của em trên thiên đàng, em thấy gì bé? Thank you.